con biết là ngày hôm nay bạn đến với một bộ trang phục rất là đẹp, và con biết là bộ trang phục này là của nhà thiết kế nào ạ? Hôm nay mình cho mặc đồ của thương hiệu Le Camellia với stylist Quỳnh Đạt, và đúng như dress code của Elle gửi là màu trắng đen, và rất là muốn mặc được cái sơ mi của Elle nhưng mà lại bị rộng quá nên là phải không mặc được bộ đó, hơi buồn. Rồi con biết là bạn có muốn gửi cho gì đến tất cả các bạn khán giả để có thể sau này năm sau rồi mình được bình chọn vào top được không? Mỗi năm là một cái cột mốc để cho tất cả các chị em nghệ sĩ, ngoài cái chuyện mà làm nghề ra thì còn cố gắng trong phong cách ăn mặc cũng như là phong cách sống trên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho mọi người. Và cũng nhờ cái giải thưởng này mà mình sẽ có cái cột mốc để năm nào mình cũng muốn mình được đạt giải, cho nên sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn Airstyle World rất nhiều. Cảm ơn chị Nguyễn Huỳnh Châu rất là nhiều, và hy vọng rằng năm sau mình sẽ thấy chị Nguyễn Huỳnh Châu có trong top đẹp nữ. Cảm ơn bạn. Và bây giờ trên sân khấu, trên hoạt động chúng ta sẽ là sự xuất hiện của cô Sara, đại diện của nhãn hàng Nivea. Thì theo mình thấy cái hiện tại rất nhiều.